Hello hello, Dạ xin mến chào quý vị nha. Chào mừng đại gia đình đã đến với kênh YouTube kể chuyện Ngoc Family Channel. Lời nói đầu tiên xin cho em được mến chúc sức khỏe và chúc quý vị một ngày mới thật là nhiều niềm vui nha quý vị. Thì ngày hôm nay em xin phép gửi đến quý vị một cái câu hỏi và cũng là một cái câu chuyện bóp trên bóp dưới. Đừng xem clip này nếu đổ của bạn quá trong sáng. Thì tại vì đọc cái xong cái tiêu đề là người ta sẽ nghĩ tùm lum tùm la. Nhưng em thích cái cách suy nghĩ của quý vị. Em mến mời quý vị cùng thưởng thức cái câu chuyện này nha quý vị. Bóp trên bóp vui bóp dưới. Thì câu chuyện mà có cái tiêu đề vậy thì sẽ thu hút rất là nhiều người. Người ta cũng tò mò không biết là em gái này sẽ sắp định nói cái gì đây. Thì em mến mời quý vị cùng lắng nghe nha. Thì có một cái anh chàng này, ảnh đi làm ăn xa. Thì bỗng nhiên coi như là lâu lâu mới về một lần. Đó, ôi anh này mới cưới cô vợ mà cô vợ này đẹp lắm. Đó, thì hai chồng cũng thương yêu nhau lắm. Nhưng mà tại vì cái tính chất công việc, anh này anh làm giám đốc, anh phải đi công tác, phải đi khảo sát công trình chỗ này chỗ kia. Rồi thỉnh thoảng 3 tuần, 4 tuần mới về nhà một lần. Thì cô vợ này có nhà với bà má chồng, thì cũng cơm nước này nọ cho, cũng có hiếu lắm, cũng lo cho má chồng đầy đủ hết. Thì tới khi mà một ngày nọ đó, thì anh này ảnh nhớ vợ ảnh quá. Đàn ông mà đi làm ăn xa đó thì cái nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ người yêu, cho nên là nhớ vợ quá. Thì ảnh mới lén lén kỳ này ảnh đi về sớm sớm chút, thay vì 3 tuần ảnh mới về, giờ ảnh mới đi mới có 2 tuần là ảnh nhớ vợ quá chịu không nổi, ảnh mới đi về để mà thăm vợ, mà muốn tạo bất ngờ cho con vợ, không cho con vợ biết. Thì khi mà vừa về đến nhà đó thì cái cô vợ này cũng thấy ông chồng về, cũng mừng quá, của nói trời ơi anh ơi, anh về nào xong nói để em nấu cái món ngon cho anh. Trời ơi, anh muốn tạo bất ngờ cho em. Cái hai vợ chồng bắt đầu là đi lên trên gác á, thì ở Việt Nam á, là có một cái gác nhỏ nhỏ đó, thì cái bà má chồng bà ngủ dưới đó, thì hai người mới lên trên cái gác trên lầu đó tâm sự nói chuyện. Tại hai chồng mà lâu quá không gặp nhau thì cũng đôi khi có những nhiều điều muốn nói lắm. Thì tới khoảng chừng sáng ở trong đó tới sáng luôn, coi như nguyên một đêm luôn. Thì tới sáng á, thì hai người làm như có tiếng xì xầm mà nói chuyện hơi lớn tiếng. Thì cái bà má chồng này bà cũng tò mò, bà cũng hiếu kỳ không biết là hai đứa này đang nói về cái gì. Thì bà mới đi lên cò cái cầu thang để bà nghe, bà đưa lỗ tai về bà nghe. Thì bà nghe cái đứa con dâu của bà nói vậy nè: em đã nói với anh rồi, tại sao mà lúc nào á anh cũng bóp từ trên bóp xuống là sao? Em nói vậy ông chồng ổng tức, ổng bà má chồng đứng ngoài bà nghe hết trơn luôn. Thì ông chồng mới tức quá mới nói: em nhìn lại đi, em nhìn kỹ đi, tối hôm qua có phải là anh đã bóp từ dưới lên là gì? Em nhìn đi đó, em nhìn cho kỹ đi. Thì cô vợ này cổ tức quá, cổ mới nói: anh nhìn đây nè, nếu mà anh nói vậy tại sao ở dưới này nó phồng to lên mà ở trên nó sẹp lép nè, anh thấy không? Thì hai người tôi nói giằng co, tôi nói không biết ai đúng ai sai luôn. Thì bà má chồng bà nghe, bà thấy sao hai đứa này sáng sớm mà nó nói những cái chuyện gì mà tôi nghe thấy ghê ta. Cái bà mới nhìn vô cái khe cửa, thì thấy cũng hơi hở cái cửa đó, bà mới nhìn. Thì bà mới tức quá, bà mới xông cửa vô, bà mới cho hai đứa mỗi đứa một cái tán. Ôi rồi ôi, hai đứa bay lớn rồi mà hả, cứ như là đứa con nít vậy đó. Trời ơi, có cái kem bánh răng không à, mà cũng la lên nữa, la làng la xớp, nó không để ai ngủ gì trơn trọi. Tao tưởng tụi bay nói cái gì. Cái bắt đầu cái cô con dâu nói: thì đó má thấy không, sáng nào á con đánh răng con cũng thấy anh bóp từ trên bóp xuống, cái kem đánh răng gì ở dưới phòng to ra, ở trên thì xẹp lép à. Mà con nói ảnh bao nhiêu lần thì ảnh lại nói là ảnh bóp từ dưới lên là gì, nó mới thấy không. Trời ơi, nhưng mà đây là một cái câu chuyện nó mang tính chất kể chuyện vui tiếu lâm, nhưng em thích cái cách suy nghĩ của quý vị. Ngay từ đầu cái clip là em đã nói rồi, đừng xem clip này nó đổ của bạn quá trong sáng. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã xem clip. Xin chào quý vị nha.